Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quốc hội phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với ông Trần Thanh Mẫn. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Sáng ngày 25 tháng 5, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Kết quả 463 trên 463 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, 100% tán thành phê chuẩn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hiện cơ cấu của Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng là Thủ tướng Chính phủ. 4 ủy viên Hội đồng gồm Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh. Trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Hội đồng Quốc phòng và An ninh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh, quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự quyết 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Ông có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ, sau đó giữ chức Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2021, ông Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ. 97,54% đại biểu bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 97,54% đại biểu có mặt tán thành. Chiều ngày 20 tháng 5, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội. Kết quả biểu quyết tại hội trường cho thấy có 475 đại biểu Quốc hội có mặt. 475 trên 487 tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trước đó, tại hội nghị lần thứ 9 Trung ương khóa 13 đã thống nhất rất cao giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15. Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ. Từ tháng 7 năm 1994, ông Trần Thanh Mẫn làm Chánh văn phòng, sau đó là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Cần Thơ. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2021, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. 3 tháng sau đó, tại kỳ họp thứ nhất, ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó ông được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Chiều ngày 2 tháng 5, sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 7 Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo
về việc phân công ông Trần Thành Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Quốc hội. Tiểu sử đồng chí Trần Thành Mẫn. Đồng chí Trần Thành Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, dân tộc Kinh. Ngày vào đảng 25 tháng 8 năm 1982, ngày chính thức 25 tháng 8 năm 1983. Trình độ được đào tạo, giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông, chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị kinh doanh, học vị, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cử nhân chính trị, ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Khen thưởng, huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, 2000, 2005, 2010, 2017. Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3. Đồng chí Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 14 từ 1 tháng 4 năm 2021, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Trần Thanh Mẫn. Từ tháng 7 năm 1979 đến tháng 9 năm 1980, đồng chí Trần Thanh Mẫn là cán bộ ban trường học huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 10 năm 1980 đến tháng 12 năm 1982, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức chánh văn phòng huyện Đoàn Châu Thành, ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện Đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1983 đến tháng 12 năm 1987, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Bí thư Thường trực huyện Đoàn rồi huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn Châu Thành, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ tháng 1 năm 1988 đến tháng 6 năm 1994, đồng chí Trần Thanh Mẫn là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hệ chính quy. Từ tháng 7 năm 1994 đến tháng 11 năm 1999, đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2003, đồng chí Trần Thanh Mẫn là tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2008, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 3 năm 2008 đến tháng 12-2010, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 9 năm 2015, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, đồng chí Trần Thanh Mẫn được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ tháng 6 năm 2018 đến 19 tháng 9 năm 2019, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ 20 tháng 9 năm 2019 đến 31 tháng 1 năm 2021, đồng chí Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021, đồng chí Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019-2024, đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ 1 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Ngày 2 tháng 5 năm 2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568, thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa 15 theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.